Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ chúng ta sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên là hàng triệu người Hồi giáo hệ phái Shiite trên toàn thế giới đã chúc mừng cho ngày thánh lễ Ashura. Bản tin mới nhất từ Tehran cho biết thì hàng triệu người Hồi giáo Muslim hệ phái Shiite ở tại Afghanistan, Iran, Pakistan và trên toàn thế giới trong ngày thứ sáu đã bắt đầu tham dự vào thánh lễ quan trọng của người Hồi giáo là Ashura, một cái thánh lễ được xem là bắt đầu từ thế kỷ thứ bảy trong đó nhắc tên sứ giả Mohammed trong đó và ngày birthday của ngài. À, tại Afghanistan thì chính quyền của Taliban đã cắt giả à, dạ, bỏ tất cả các cái dịch vụ liên quan tới mobile phone ở nhiều thành phố quan trọng để mà đánh dấu cái đại lễ quan trọng này. Trong khi đó thì nhóm hồi giáo à, Sunni thì gần như là à, không nhắc gì tới vấn đề này và giới an ninh của tại Pakistan gần như tăng cường rất nhiều trong cái thánh lễ này. À, nó không phải là tất cả hồi hệ phái hồi giáo Shia. Tuy nhiên thì ngày thứ sáu hôm nay thì Iraq, Lebanon và Syria dự tính là sẽ có một cái buổi lễ riêng của họ vào ngày thứ bảy. Trong khi đó thì ở Beirut cho biết là họ đã dập tắt tất cả những cái mầm móng được xem là đe dọa ở các cái thành phố lớn, đặc biệt là khu vực của nhóm Hezbollah. Sheet hiện nay đang khoảng có khoảng 10% ở trên thế giới là theo cái hệ phái của hồi giáo và trong đó có tổng cộng là 1.8 tỷ người hồi giáo. Ở trong khi đó thì bản tin mới nhất cho biết thì họ đã đánh dấu cái là lễ kỷ niệm quan trọng của sứ giả Mohammed người được xem là đứng đầu và là sứ giả của thượng đế của hồi giáo và trong 1340 năm trước đây thì tại Baghdad Tehran và Islamabad là những nơi và được xem là truyền bá cho cái hệ phái hồi giáo của Shiite ra từ toàn thế giới và gần như là đã có những cái câu chuyện liên quan tới vấn đề của thế giới hồi giáo đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay các phe phái quân đội ở tại Nigeria đã bắt đầu có những cuộc giao tranh ngay hai ngày sau khi mà họ thực hiện cuộc đảo chánh ở tại quốc gia này dẫn tới một cái cuộc hỗn loạn chính trị và có thể đẩy quốc gia này quay trở lại một cái cuộc nội chiến ở phía khu vực à, ở Tây Phi và được xem là nơi có tầm ảnh hưởng của Nga hiện vẫn chưa rõ thì nhóm nào sẽ là lên tiếng và sẽ nắm quyền ở tại Nigeria sau khi có cuộc đảo đảo chánh này. Trong khi đó, một nhà phân tích cho biết là hiện nay đang có những cái cuộc nói chuyện giữa lực lượng vệ vệ, vệ binh mà bảo vệ cho phủ tổng thống nơi mà có, có cuộc đảo chánh đang đàm phán với giới quân sự để có thêm để xem coi ai là người sẽ có thể tạm thời nắm quyền tại đây quốc gia Tây Phi này đã rơi vào cuộc đảo tranh cách đây 2 ngày và gây ra cuộc hỗn loạn. Trong khi đó, họ bắt giữ và giam lỏng vị tổng thống của Nigeria. Phát biểu tại Papua New Guinea, thì tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron đã lên án cuộc đảo tranh này và nói rằng đang gây nguy hiểm cho người dân của Nigeria và toàn khu vực. Và ông ta lên tiếng sau khi mà Ông ta đã nói rằng là ông ta cần phải có sự trả tự do ngay lập tức cho ông Tổng thống Mohamed Bazoum, được xem là vị Tổng thống Na dân cử. Trong khi đó thì phía của Hoa Kỳ cũng đã lên án gây gắt và kêu gọi phía của giới quân đội Nigeria là phải trả tự do ngay lập tức cho vị Tổng thống được dân cử này. Hiện nay thì Nigeria đang nỗ lực chống lại những nhóm hồi giáo Hát, tức là những nhóm hồi giáo quá khích và trong đó có quan hệ tới mạng lưới al qaeda cũng như là có quan hệ với mạng lưới của nhóm hồi giáo ISIS tại khu vực ở uh, Phi Châu, nơi mà được xem là có tầm ảnh hưởng rất nhiều của Nga và nơi đây được xem là một trong những cái nơi mà thường xuyên có những cuộc đảo chánh. Vào ngày thứ năm thì hàng trăm người đã tụ tập ở tại thủ đô là Niamey <laughs> để mà ủng hộ cho cái uh, uh, việc lực lượng của là uh, Lính đánh thuê Wagner đang có tầm ảnh hưởng tại đây, họ đã dơ cờ của nước Nga và sau đó họ đốt một loạt những chiếc xe ở tại phủ tổng thống và họ nói rằng chúng ta phải có một cuộc cách mạng. Đó là một trong những cái lời phát biểu của các viên chức uh, uh, được xem là ủng hộ cho cuộc đảo tránh nói trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thì Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo người dân Hoa Kỳ là phải rời khỏi hai ngay lập tức. <laughs> các công dân Hoa Kỳ à, Hoa Kỳ tại Haiti đã được thúc giục là rời khỏi quốc gia ở vùng biển Caribe này ngay lập tức giữa lúc mà tình trạng vũ trang của các uh, nhóm băng đảng đang đụng độ khá mạnh mẽ và kể cả giữa nh những nhóm băng đảng tại đây cùng với cảnh sát Tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Haiti và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đặt cái mức level 4, tức là level số 4 cho vấn đề di chuyển tới quốc gia này cũng như là kêu gọi tất cả những công dân tại Hoa Kỳ tại đây là không nên không nên tới đây và cũng như là ngay lập tức rời khỏi khu vực này và họ dùng cái chữ là do not travel, tức là không nên bay tới đây. Trong ngày 27 tây thì Bộ Ngoại giao đã ra lệnh cho tất cả các thành viên trong các gia nhân viên của Hoa Kỳ làm việc tại đây là phải rời khỏi ngay lập tức và công dân Hoa Kỳ tại Haiti cần phải rời khỏi cái quốc gia này càng sớm càng tốt bằng các chuyến bay tư nhân hoặc là các chuyến bay thương mại để bởi vì tình trạng hiện nay trở nên phức tạp hơn, đó là một trong những cái lời cảnh báo đưa ra. Các công dân Hoa Kỳ đang sinh sống hoặc là đang có mặt ở tại Port-au-Prince được xem là thủ đô của Haiti cần phải rời khỏi ngay lập tức và các nhà quan sát địa phương cho biết là có thể có tình trạng gây nguy hiểm cho các công dân ngoại quốc đây được xem là một trong những lời cảnh báo mới nhất và khẩn cấp mà bộ ngoại giao hoa kỳ đưa ra nhằm đối phó với tình trạng băng đảng hoành hành tại đây càng lúc càng cao và cảnh sát gần như là đã không có đủ phương tiện để kềm chế băng đảng tình trạng bắt cóc các công dân hoa kỳ và công dân ngoại quốc bởi các băng đảng đã tăng qua trong thời gian vừa qua và gần như là những người dân ở nước ngoài tới haiti đều phải tìm cách rời khỏi quốc gia này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của ở khu vực vùng biển Caribbean. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, những người ủng hộ cho nhà sáng lập công ty Wiklip là ông Julian Assange đã thúc giục các bộ trưởng của Úc là phải thúc đẩy việc trả tự do khi mà gặp các đối tác tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng của Úc là Richard Marles cùng với Ngoại trưởng của Úc là bà Penny Wong sẽ có cuộc đối thoại với lại ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin và Ngoại trưởng Anthony Blinken tại Brisbane vào ngày thứ sáu là một phần trong cái phiên họp hỗn hợp giữa Úc và của Hoa Kỳ trong đó thì bao gồm luôn có sự hiện diện của ông thủ tướng Anthony uh, Anthony Abani. và trong đó thì uh, uh, một người à, em của ông uh, Julian Assan nói rằng là việc này đã, đã kéo dài quá lâu và phải có một cái uh, quyết định cho người uh, đàn ông 51 tuổi này đang đối diện với việc mà dẫn độ từ Anh về Hoa Kỳ và ông được xem là một nhân vật đang bị Hoa Kỳ cáo buộc là đánh cắp các bí mật quân sự quan trọng, đó là một trong những cái uh, đòi hỏi của những người ủng hộ cho ông Julian Assan. Julian Assange cần phải tránh xa cái việc dẫn độ về Hoa Kỳ, đó là một lời phát biểu của ông Simpson được xem là người em trai của ông Julian Assange cho biết và cuộc gặp gỡ của các ngoại trưởng đặt cách về vấn đề quốc phòng và ngoại giao cần phải chấm dứt cái chuyện này và phải cần chấm dứt cái cơn ác mộng dành cho ông Julian, ông Assange đã bị giam giữ từ nhà tù của London từ năm 2019 sau khi có hàng ngàn tập tài liệu đã được đưa trên trang quyết Wikileaks năm 2010 mà trong đó nói về cái chiến dịch của Hoa Kỳ tại Iraq và Afghanistan trong năm 2021 thì quan tòa của Anh đã đưa ra và một cái phán quyết nói rằng ông Assange không thể dẫn độ về Hoa Kỳ vì à, lý do à, quan ngại về vấn đề sức khỏe của ông ta và việc mà gọi là ông ta đang có quyết định là sẽ kháng cáo trong khi đó thì à, ông à, <laughs> Amiri đã lên tiếng ca ngợi à, cái vấn đề của ông Assange với lại tổng thống Joe Biden và trong đó gần như là đang gây chú ý trong các cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và của úc à, Bản tin mới nhất từ ở phía của Úc cho biết thì đại sứ của Hoa Kỳ tại Úc là Karen Kennedy cho biết bà hiểu được mối lo ngại về của những người mà ủng hộ cho ông Assange. Với Julian Assange thì hiện nay ông ta đang được sự ủng hộ của một số người và chúng ta sẽ xem... Uh, Chuyện gì sẽ xảy ra tại đây? Bà này đã trả lời với đài radio có tên là ABC tại úc và điều quan trọng nhất là việc làm việc của các chính phủ ở cấp ngoại giao và bộ quốc phòng trong đó ông ta vẫn phải đối diện với tất cả những cáo buộc về à, hình sự và tư pháp đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay một chiếc trực thăng của nga đã gặp nạn ở tại Siberia bốn người bị thiệt mạng và 10 người khác đã bị thương. Bản tin từ Moscow cho biết một tai nạn trực thăng đã diễn ra tại Siberia à, trong ngày thứ năm và khiến cho 4 người bị thiệt mạng trên máy bay và 10 người khác bị thương theo cái à, cơ quan đặc trách về khẩn cấp của Nga đã cho biết như trên. Chiếc này có tên là MIS hay còn là MiS à, đã bị à, bốc cháy khi mà họ à, nó đáp xuống một cái à, khu vực ở Siberia có tên gọi là Anti Republic và đã ngay lập tức à, à, chạm vào một cái đường dây điện và đã khiến cho cái tai nạn này xảy ra và các hình ảnh cho thấy rằng là chiếc xe chiếc trực thăng này đã bị bốc cháy và chiếc trực thăng này mang theo 13 người, 6 người đã bị thiệt mạng ngay tại chỗ và 7 người khác bị thương. Các viên chức cho biết là tổng cộng có tới 16 người ở trên cái cái chiếc máy bay này và 4 người bị bị thiệt mạng. Trước đó thì bản tin cho biết có hai người đã tin rằng là đã chết sau khi mà chiếc máy bay này được chiếc trực thăng này bị đáp xuống và chạm vào là cái hệ thống dây điện. Đây được xem là một trong những chiếc trực thăng đã được sản xuất từ thập niên 60 và Nga thường sử dụng để bay ở các cái khu vực gần ở đó hoặc là một số những quốc gia gần khu vực Siberia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Putin cam kết sẽ tặng ngũ cốc cho các quốc gia của Phi Châu trong lúc mà Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc phản đối cái ý tưởng này. Bản tin từ Son Petersburg cho biết thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cam kết với các nhà lãnh đạo Phi Châu đang có cái hội nghị thượng đỉnh tại đây là phía Nga sẽ tặng các cái ngũ cốc cho những quốc gia Phi Châu. Phát biểu trong hai ngày cái hội nghị thượng đỉnh này thì ông Putin đoan chắc rằng Moscow sẽ thúc đẩy và lắng nghe cái kế hoạch hòa bình từ các nhà lãnh đạo của Phi Châu. Đây là một vấn đề quan trọng và chúng ta không thể tránh né vấn đề này. Ông Putin đã cho biết như trên và tôi sẽ nghiêm túc xem xét bản kế hoạch của các lãnh đạo của Phi Châu. Ông Putin đồng thời cũng lên tiếng xác nhận rằng Nga sẽ tiếp tục cung cấp tất cả những cái ngũ cốc cho và nông sản cho các quốc gia ở đây sau khi mà họ rút ra khỏi một cái thỏa ước để cho xuất cản các cái loại ngũ cốc ở vùng Hắc Hải với Ukraine. Nga vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm cho nguồn cung cấp quốc tế về các sản phẩm nông sản và sẽ tiếp tục ủng hộ cho các quốc gia ở khu vực cần thiết và chúng tôi sẽ tặng miễn phí tất cả những ngũ cốc này, nhà lãnh đạo của Nga đã lên tiếng cho biết như trên. Và ông nói thêm rằng Nga sẽ gửi khoảng 50.000 tấn ngũ cốc à, tới các quốc gia gồm có Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Eritrea và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Phi trong vòng 3 tháng tới. Trong khi đó, thì ông tổng thư ký của Liên Hợp Quốc là Antonio Guterres đã lên tiếng phản ứng và nói rằng việc tăng ngũ cốc này sẽ không giảm đi tình trạng gọi là giá cả ngũ cốc và thực phẩm sẽ tăng cao trong thời gian tới. Ông Guterres cho biết Hoa Kỳ đang tiếp xúc với lại Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga cùng với một số quốc gia khác để tái lập lại các thỏa thuận này nhằm giúp cho Ukraine có thể xuất cản khoảng 32.000 tấn ngũ cốc và cho phép để giảm đi cái tình trạng gọi là giá cả thực phẩm đang tăng ở trên toàn cầu. Cả Nga và Ukraine là hai quốc gia được xem là quan trọng trong việc xuất cảng ngũ cốc và lúa mạch. Hai quốc gia này chiếm khoảng 30% cái lượng lúa mạch xuất cảng trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lần đầu tiên ông Joe Biden đã tiếp đón thủ tướng của Ý là bà Meloni ở tại tòa Bạch Ốc và thảo luận về vấn đề đe dọa của Nga và của Trung Quốc. Ông Joe Biden đã đón chào nữ thủ tướng của Ý là bà Georgia Meloni tại tòa Bạch ốc vào ngày 27 tây. Lần đầu tiên nhà lãnh đạo bảo thủ này đã có mặt và được tiếp đón bởi ông Joe Biden. "Chúng ta đã trở thành người bạn", đó là lời phát biểu của ông ta trong cuộc gặp gỡ song phương và ca ngợi bà Meloni là có một cái hành động mạnh mẽ ủng hộ cái vấn đề chống lại cái hành động gọi là hung hăng của Nga. Và ông này lên tiếng cảm ơn tất cả người dân Ý đã ủng hộ cho Ukraine tôi muốn cảm ơn họ đã ủng hộ cho ukraine và đã làm một cái sự khác biệt lớn và với tính cách là một thành viên trong nato cũng như là một thành viên trong cái đối tác về khu vực của bắc đại tây dương chúng ta đã chia sẻ tất cả những an ninh và lực lượng của ý đã đóng một vai trò rất quan trọng tại âu châu ở địa trung hải và kể cả những khu vực khác đây được xem là một trong những cái tin mới nhất và trong khi đó thì giới truyền thông cánh tả tức là left media đã đặt câu hỏi là phía tòa khi mà phía tòa bạch đã mời bà meloni sau khi mà ông này ông tổng thống joe biden đã chỉ trích về cái khuynh hướng mà ông ta mô tả là cực hữu và trong đó cảnh báo rằng là sẽ gia tăng cái gọi là độc tài toàn trị trên toàn thế giới tiếp theo sau khi mà bà meloni đã thắng cử trước đó ông joe biden đã chỉ trích bà này tuy nhiên thì những gì chúng ta đã thấy ra đã đã thấy ở trong cuộc bầu cử tại ý quý vị nhìn thấy được những gì xảy ra trên thế giới và đây là lý do tôi nói rằng là chúng ta không thể để nó xảy ra tại đây đó là lời phát biểu trước đây của ông joe biden và trong cuộc gặp gỡ với bà thủ tướng của ý thì ông ta lại đổi giọng và nói một cách khác gần như là ngược lại với những gì mà ông ta phát biểu trước đây tôi hy vọng là sẽ có cuộc gặp gỡ tốt và tôi hy vọng bà sẽ là một chủ tịch tốt trong cái hội nghị sắp tới bởi vì Ý sẽ trở thành cái quốc gia lãnh đạo và nắm quyền chủ tịch của khối G7 trong thời gian tới. Đây được xem là một trong những cuộc gặp gỡ rất hiếm hoi bởi vì bà Meloni được xem là phái cực hữu còn Joe Biden được xem là phái cực tả ở tại chính trường của quốc tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là một trong những bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là Nhật Bản đã gia tăng cái việc báo động về hoạt động quân sự của Trung Quốc và của Nga giữa lúc đang có căng thẳng tại, tại Đài Loan trong lúc mà họ đưa ra cái tập bạch thư quốc phòng năm 2023. Chính quyền Nhật Bản đã gia tăng việc báo động về các hoạt động quân sự của Trung Quốc và cảnh báo về cái sự hợp tác của Trung Quốc với Nga trong cái... Bạch Thư Quốc phòng mới nhất năm 2023 và trong đó họ nói rằng cái tình hình an ninh của nước Nhật đã trở nên tệ hại nhất kể từ khi chấm dứt đề nghị thế chiến tới nay và trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc mà Trung Quốc đang tăng cường cái hệ thống quốc phòng của họ. Trong tập bạch thư quốc phòng gồm 510 trang 2023 đã được chấp thuận bởi Thủ tướng Fumio Kishida. Lần đầu tiên, chính quyền của Nhật Bản đã phải đưa ra một cái vấn đề đầy tranh cãi là một cái chiến lược về an ninh quốc gia trong tháng 12 và trong đó có thể sẽ giúp cho Nhật Bản có thêm cái vai trò lớn hơn ở bên ngoài của khu vực của Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn đang tiếp tục có những cái hành động gây hại cho an ninh của môi trường kể từ khi chấm dứt đệ nhị thế chiến. Tập tài liệu à, 510 trang này đã cho biết như trên và Trung Quốc đang có những cái hoạt động được xem là hung hăng và bành trướng bên ngoài về quân sự và đặc biệt đã gây lo ngại nghiêm trọng cho Nhật Bản và cộng đồng quốc tế về sự hiện diện chưa từng có trong một cái thách thức lớn nhất từ trước tới nay vào ngày thứ năm thì à, giới chức của Trung Quốc và kể cả của Nga đã có mặt chung với nhà lãnh đạo Kim Jong Un ở tại à, Bình Nhưỡng của Bắc Hàn để tham dự một cuộc duyệt binh khoe khoang tất cả những vũ khí của Bắc Hàn trong khi đó thì tập bạch thư này đã chỉ ra cho thấy là Bắc Kinh đang có tham vọng sẽ có tới 1.500 cái đầu đạn nguyên tử từ đây tới 2035 gia tăng tất cả cái việc mà gọi là mạng lưới quân sự của họ và thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan, một điều mà Nhật Bản cho rằng đây là một đe dọa về an ninh và đặc biệt là khu vực phía tây nam của Nhật Bản, bao gồm luôn cả Okinawa. Okinawa nằm cách Đài Loan không xa và nơi đây đang có khoảng hơn 50.000 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng và gần như là họ đang phải quan sát tất cả những hoạt động hải quân của Trung Quốc ở tại khu vực này, nơi mà được xem là đang có một cái tình trạng nguy hiểm và có thể dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang. Nhật Bản trước đó đã cho khai tiễn ít nhất là ba dàn hỏa tiễn phòng không ở tại các cái đảo gần đảo quốc Đài Loan để với danh nghĩa là đề phòng tất cả những cái biến chuyển từ phía Bắc Hàn. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng đây là hành động có vẻ như là bảo vệ cho Đài Loan nhiều hơn là đối phó với Bắc Hàn. Đây được xem là một trong những cái khá quan trọng trong cái tập Bạch thư quốc phòng của Nhật đã tung ra và cũng trong tập bạch thư này thì Nhật Bản đã lên tiếng ca ngợi cái việc mà phá vỡ tảng băng về ngoại giao cũng như quan hệ với phía Nam Hàn sau khi đôi bên đã đạt được những cái thỏa thuận của Hoa Kỳ làm trung gian và khiến cho các quốc gia này xích lại gần nhau. À, giữa lúc mà đang có những cái hành à, những cái khó khăn mà chúng ta phải đối diện và những cái vấn đề nhạy cảm và tế nhị nó cần thiết cho Nam Hàn và Nhật Bản phải điều chỉnh tất cả những mối quan hệ và gia tăng cái tầm quan trọng của phía của, của đối tác của phía Nam Hàn đó là một trong những cái ngôn ngữ nằm trong cái tập Bạch thư quốc phòng năm 2023 và vấn ngoài ra cái vấn đề gọi là có những cái uh, vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển tới phía của Nam Hàn và Nhật Bản đã cho biết rằng họ không có ý tưởng phản đối những điều này và đang có sự hợp tác với phía Nam Hàn và phía Hoa Kỳ để kiềm chế sự đe dọa từ phía Bắc Hàn. Và trong cuộc gặp gỡ vào tháng 5 vừa qua, thì Thủ tướng của Nhật Bản là Fumio Kishida đã có cuộc gặp gỡ bên lề với lại Tổng thống của Nam Hàn Yoon seok khi mà tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh của khối G7 ở tại Nhật Bản. Và trong đó, họ cam kết sẽ vượt qua những cái gọi là thách thức về quá khứ để có thể hợp tác chặt chẽ hơn và tập bạch thư quốc phòng được đưa ra ngày hôm nay trong đó cho thấy rằng là có một cái dự án 5 năm và tăng cường cái ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lên gần như là gấp đôi để kềm chế cái gọi là sự banh trướng và tham vọng của Trung Quốc. Bên cạnh đó thì Nhật Bản cũng đã ca ngợi phía Nam Hàn đã có một cái thái độ tích cực hơn trong cái chiến lược Indo-Pacific mà Tổng thống Yoon seok yeol cam kết là sẽ đáp ứng đúng tất cả những cái gì mà có cái chiến lược này với Hoa Kỳ. Tập Bạch Thư Quốc phòng này nói rằng các cái đối tác gồm có Úc, Ấn Độ, các quốc gia Âu Châu như là Anh và Nam Hàn sẽ tiếp tục theo đuổi các mối quan hệ và, và liên hệ chặt chẽ với lại cái tổ chức quân sự liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tức là khối NATO cũng như là hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đây được xem là tập bạch thư quốc phòng quan trọng và nhấn mạnh về cái sự đe dọa của cộng sản Trung Quốc đối với lại khu vực và trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nhật Bản ngày hôm nay và cũng liên quan tới Nhật Bản ngày hôm nay, Bắc Kinh đã sử dụng cái việc thảy chất thải nguyên tử ra đại dương của Nhật Bản và lên tiếng phản đối, dường như là đang muốn tìm cách gọi là thọc gãy bánh xe. Sau khi mà cơ quan IAEA, tức là cơ quan giám sát về nguyên tử và hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng và chấp thuận việc mà Nhật sẽ đưa chất thải nguyên tử ra đại dương, sau khi mà họ đánh giá về mức độ an toàn này, thì Bắc Kinh bất ngờ lên tiếng phản đối quyết liệt và cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng môi trường ở xung quanh và thúc giục các quốc gia xung quanh đó lên tiếng phản đối Nhật Bản. Đây được xem là hành động mới nhất mà Bắc Kinh tìm cách gọi là phân hóa Nhật Bản với những quốc gia ở khu vực, trong đó đặc biệt là Đài Loan và Nam Hàn những quốc gia này có cái uh, vùng biển gần Nhật Bản và trong đó Bắc Kinh cho rằng việc mà thải cái chất thải nguyên tử này ra đại dương sẽ gây ảnh hưởng môi trường của toàn khu vực và ảnh hưởng tới cái uh, sinh vật ở các môi trường này và kêu gọi Đài Loan cũng như là của Nam Hàn là phải viết thư phản đối cái hành động này của Nhật Bản. Tuy nhiên thì uh, Nam Hàn trước đó cho biết là họ đã được gặp gỡ với lại uh, người điều hành của cơ quan IAEA của Liên Hiệp Quốc và trong đó họ xác nhận việc mà đưa chất thải này ra đại dương đã đáp ứng đúng tiêu chuẩn của quốc tế và an toàn trong khi đó đài loan đã không hề lên tiếng để phản đối việc này có điều phía đài loan nói rằng họ đang làm việc với phía nhật bản để bảo đảm rằng tất cả những cái việc mà thải chất thải nguyên tử này ra đại dương là không gây hại cho tất cả cái kỹ nghệ ngư nghiệp của cả Đài Loan lẫn phía của Nhật Bản. Trong khi đó thì phía Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy những quốc gia khác phản đối hành động này của Nhật Bản và được xem là một hành động chính trị thọc gậy bánh xe từ phía của Bắc Kinh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay đó là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin lần đầu tiên trực tiếp lên tiếng và chỉ trích Trung Quốc có thái độ hung hăng ở khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin trong ngày thứ Sáu nói rằng Washington sẽ bảo vệ cho tất cả các đồng minh để chống lại thái độ hung hăng của Bắc Kinh ở tại khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Chúng ta đã nhìn thấy sự vấn đề bức hại của Trung Quốc từ ở khu vực ở phía đông của Trung Quốc và kể cả khu vực phía nam ở Đông Nam Á và kể cả khu vực ở Tây Nam của Thái Bình Dương và nó họ chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ cho các đồng minh và đối tác để tự bảo vệ trước thái độ hung hăng này. Ông Lloyd Austin đã nói với các thông tin viên tại Brisbane nơi mà ông gặp gỡ với lại đối tác của ông là Bộ trưởng Quốc phòng của Úc là Richard Marles và Hoa Kỳ và Úc đang lo ngại về tình trạng mà Bắc Kinh đang tìm cách đạp lên cái quy luật của quốc tế và các cái định chế của quốc tế trong vấn đề mà họ phát triển cái mạng lưới quân sự và ngư phủ của họ ở tại Nam Thái Bình Dương và kể cả ở khu vực Biển Đông. Úc đang có những cái hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ trong cái liên minh AUKUS gồm có Anh, Úc và Hoa Kỳ. Trong đó sẽ khai triển tất cả những cái tiềm thủy đỉnh nguyên tử mà Hoa Kỳ đồng ý cung cấp cho phía của Úc. Đồng thời sẽ xây dựng một cái công xưởng sản xuất về tiềm thủy đỉnh nguyên tử ngay tại nước Úc để có thể uh, kềm chế cái sự bành trướng và tham vọng của Trung Quốc tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay thì à uh, Phía Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết họ sẽ có thêm cái vũ khí mới để mà bán cho Đài Loan theo thông báo chính thức. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ dự tính sẽ loan báo vào ngày hôm nay thứ sáu là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Đài Loan trị giá 300 triệu Mỹ Kim. Ít nhất là hai viên chức của Hoa Kỳ đã tiết lộ với hãng thông tấn Reuters và điều này có thể sẽ gây nổi giận cho Trung Quốc. Quốc hội đã chấp thuận ngân sách 1 tỷ Mỹ kim, à, trong đó trong cái à, đạo luật tăng cường quyền của tổng thống cho việc mà hỗ trợ vũ khí cho Đài Loan trong ngân sách năm 2023 và một viên chức giấu tên cho biết là ngân sách này dự tính là sẽ hỗ trợ cho Đài Loan khoảng 330 triệu Mỹ kim hỗ trợ về quân sự và trong vài tuần qua thì à, ít nhất là có bốn nguồn tin cho biết là cái à, việc mà hỗ trợ quân sự mới này bao gồm luôn cả cái chiếc à, John giám sát cơ hàng đầu của Hoa Kỳ gọi là MQ-9E được xem là một trong những cái trọn hàng đầu của Hoa Kỳ và trong những chi tiết này thì họ sẽ cung cấp thêm một số những cái dụng cụ để bảo trì cho John và nó chỉ có à, dường như là chỉ có qua giới không quân của hoa kỳ là có thể uh, sử dụng tất cả những cái uh, server và những cái software này bên cạnh đó thì uh, họ cho biết rằng là sẽ tiếp tục theo đuổi cái việc mà hỗ trợ cho phía của đài loan nhằm để tăng cường cái khả năng quốc phòng của đài loan đài loan trước đó đã mua ít nhất là 4 chiếc gọi là mq9b Sea Guardian Tron tức là cái loại mà giám sát trên mặt biển được sản xuất bởi công ty General Automix được xe và sẽ được nhận các cái loại Tron này năm 2025. Còn trong khi đó thì phía Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường các cái mạng lưới quân sự của họ đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Đặc biệt là cuộc tập trận trên Biển Đông diễn ra vào tuần này thì Bắc Kinh đang có những cái kịch bản gần như là đe dọa tới đảo quốc Đài Loan trong khi đó thì tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ là tư lệnh Mark Milley à, cho biết rằng là Đài Loan cần rất nhiều những vũ khí như là hệ thống phòng không cũng như là một số những cái loại vũ khí có thể tấn công các chiếc tàu và từ ở đất liền cũng như là các loại vũ khí gần như là ngăn chặn tất cả những cái cuộc tấn công có thể xảy ra và ông lên tiếng cho biết là những vũ khí này có thể giúp cho Đài Loan chống lại cái tình trạng mà phong tỏa toàn diện từ phía của Bắc Kinh, đặc biệt là bao gồm luôn các chiếc F-16V được nâng cấp để hỗ trợ cho Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới mà phía Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho Đài Loan ngay sau khi mà phía Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua cái đạo luật về ngân sách quốc phòng và trong đó hỗ trợ cho Đài Loan 10 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm trong cái tín dụng quân sự mỗi một năm 2 tỷ Mỹ Kim đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, nhà lãnh đạo của Hồng Kông, tức là hành chánh trưởng quan của Hồng Kông John Lee, dự tính sẽ bị ban cấm không được tham gia hội nghị APEC tổ chức tại Hoa Kỳ và có thể dẫn tới sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía của Bắc Kinh. Hoa Kỳ dự tính trong ngày hôm nay sẽ loan báo rằng họ sẽ cấm cửa không để cho hành chánh trưởng quan của Hồng Kông là ông John Lee Ka-chiu à, tham dự vào cái hội nghị APEC diễn ra tại San Francisco, một hành động mà đã bị lên án gay gắt bởi phía Bắc Kinh. tờ Washington Post trong ngày thứ năm chỉ ra nguồn tin cho thấy là tòa Bạch Ốc đã quyết định là không cho phép ông Lee, người đang nằm dưới lệnh cấm vận của Hoa Kỳ xuất hiện trong cái uh, hội nghị của khối APEC diễn ra vào tháng 11 và trong đó trước đây thì à, Hồng Kông vẫn có một cái vai trò và tham gia với vai trò là một vùng lãnh thổ để tham dự hội nghị APEC này. Tuy nhiên thì à, do cái yếu tố việc năm nay tổ chức tại Hoa Kỳ và ở San Francisco, đặc biệt là John Lee là người bị quy trách nhiệm cho việc mà đàn áp giả mang phong trào dân chủ tại Hồng Kông năm 2019 thời điểm đó Ông ta là cảnh sát trưởng của Hồng Kông và đã có những hành động bức hại những người Hồng Kông tham gia cuộc biểu tình. Việc này dẫn tới việc cựu tổng thống Trump vào năm đó đã ban lệnh cấm vận đối với John Lee và một số viên chức khác của Hồng Kông liên quan tới cuộc đàn áp năm 2019 và lệnh cấm vận đó và cũng như lệnh trừng phạt này vẫn có hiệu lực tới ngày hôm nay và đã có nhiều áp lực từ các tổ chức dân quyền cũng như là cộng đồng người gốc Hoa và người gốc Hồng Kông tại Mỹ đã vận động yêu cầu phía của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là không thể mời John Lee tham dự vào trong cái hội nghị APEC diễn ra tại San Francisco vào tháng 11 sắp tới đây. Và trong ngày hôm nay thì chính thức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể sẽ đưa ra một cái bản thông cáo chính thức là John Lee sẽ không được phép đặt chân tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Hồng Kông ngày hôm nay và một bản tin cũng khá quan trọng trong ngày hôm nay, bến cảng Hapatota của Sri Lanka có thể trở thành một trong những căn cứ hải quân mới nhất của Cộng sản Trung Quốc ở tại khu vực Nam Á. Bản tin mới nhất cho biết thì một trong những cái danh sách mà các quốc gia nằm trong một vành đai một con đường của Cộng sản Trung Quốc và trong đó bao gồm luôn Sri Lanka tức là Tích Lan Nơi mà có một cái bến cảng đã bị Cộng sản Trung Quốc tịch thu vì không trả được nợ Và bến cảng này có thể sẽ trở thành một cái căn cứ hải quân của Cộng sản Trung Quốc trong những năm tới Khi mà Bắc Kinh bắt đầu gia tăng sự hiện diện của họ ở khu vực Đại Tây Dương Xin lỗi quý vị, ở khu vực Ấn Độ Dương Và quốc gia Nam Á này đang có cái bến cảng có tên gọi là Hambantota Được xem là một cái bến cảng khá quan trọng Và trong đó thì phía Trung Quốc đã bắt đầu đầu tư để nâng cấp cái bến cảng này Với trị giá là 2.19 tỷ Mỹ Kim và theo tường trình của air data research cho biết như trên và kể từ khi mà bến cảng này đã xong hoàn tất thì à, bến cảng này được xem là một trong những cái cửa ra ấn độ dương và có thể tiếp cận tới khu vực của phi châu à, bên cạnh đó thì à, phía trung quốc đang tìm cách đầu tư rất nhiều những hạ tầng cơ sở ở tại khu vực Ấn Độ Dương, đặc biệt là thông qua Tích Lan và họ đang chuẩn bị gây ảnh hưởng tới cái đảo quốc Madif nằm gần gần như là nằm trong cái tầm ảnh hưởng của Ấn Độ và Trung Quốc đã chi ra rất nhiều cái ngân sách dành cho một vành đai một con đường trị giá 30 tỷ Mỹ Kim từ năm 2000 cho tới năm 2021 để xây dựng ít nhất là 78 bến cảng trong tổng cộng 46 quốc gia ở khu vực và kể cả ở những nơi khác. Đây được xem là một trong những cái tham vọng banh trướng qua Ấn Độ Dương của Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay thì các kẻ điều tra về vấn đề chống tham nhũng đã nhắm vào một tư lệnh ít nhất của PLA tức là lực lượng quân đội cộng sản Trung Quốc đặc trách về vấn đề hỏa tiễn bản tin mới nhất cho biết thì cái chương trình chống tham nhũng của tập cận bình đã bắt đầu chuyển hướng và nhắm vào những nhân vật cao cấp của PLA và được mô tả đây là cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ của đảng cộng sản mà trong đó người đứng đầu tư lệnh lục quân đặc trách về vấn đề hỏa tiễn đã trở thành nhân vật đang bị điều tra về tham nhũng ít nhất có hai nguồn tin đã tiết lộ với tờ south china morning post từ cái văn phòng gọi là quân quỹ trung ương trong cái hệ thống chống tham nhũng thì trong đó những nhân vật à, gồm có chỉ huy trưởng là lee du chao à, và cùng với nhân vật thứ hai là zhang zheng ở tại khu vực à, à, của bộ chỉ huy này đang mở cuộc điều tra nhắm vào các tư lệnh ngành à, lục quân và đặc biệt là liên quan tới cái à, bệ phóng hỏa tiễn của Trung Quốc và những nhân vật này được mô tả là đang nằm trong cuộc điều tra về tham nhũng mà người ta mô tả đây là việc mà một trong những cái phản ứng của Tập Cận Bình nhằm giảm đi thế lực của giới giới quân đội ở trong cái hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì Phong vẫn nhắc lại Chủ nhật tuần này là là ngày 30 tây tháng 7 thì sẽ có buổi hội ngộ của N10TV và TNP Channel với khán giả của chúng tôi lúc 2 giờ chiều tại Rạp Rose Center Theater Quý vị nào muốn tham dự à, trực tiếp thì quý vị có thể ghi danh qua cái địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn at @yahoo.com, trần nhật phong đạo diễn @yahoo.com trên màn hình của quý vị là cái địa chỉ email và chỗ này chỉ có 370 ghế mà thôi. Do đó chúng tôi đành ưu tiên cho những người nào ghi danh trước. Bên cạnh đó thì cái chương trình này sẽ được phát trực tiếp ở trên TMP channel lúc 2 giờ chiều à giờ California, tức là quý vị có thể xem nếu như quý vị ở xa không về được mà quý vị muốn xem cái chương trình hòa gặp gỡ này thì chúng tôi sẽ cho livestream trực tiếp từ cái rạp Pro Center. Thì quý vị đón xem vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật tuần này, ngày 30 tây tháng 7. Bên cạnh đó thì trước chúng tôi một ngày thì công ty Teletron phối hợp với lại Kimberly Dương Foundation để tổ chức một buổi lễ trao học bổng diễn ra tại rạp có tên gọi là Grand Center. Trước đây nó là Sài Gòn Performing Arts và bây giờ nó đổi tên là Grand Theater ở ngay tại thành phố Fountain Valley. Đây là cái học bổng trị giá hơn 100.000 Mỹ Kim do công ty Teletron và Kimberly Dương Foundation đóng góp để hỗ trợ cho con em người Việt ở trong cộng đồng Việt Nam. Và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua cái số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 1877 892 6999 chín để biết thêm chi tiết hoặc vào trang nhà của công ty Teletron là teletronusa.com. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần đọc comment nha. Trước khi bước qua đọc comment thì một người bạn nào hình như là ở Hàn Quốc hay sao đó mà đề cái chữ là NT là 330 đồng. Tôi không biết là tiền NT là của nước nào nhưng mà vẫn cảm ơn người bạn này tại vì để cái tên hình như là tiếng Hoa mà ở giữa hình như là có chữ tâm là tôi không biết là à, người này tờ, tên gì nhưng mà để cái tên tiếng hoa cảm ơn rất là nhiều rồi à, hình như là tiền tài đài loan thì phải ok cũng nên cho trung cộng một bài học để không còn hung hăng bằng cuộc chiến chưa biết được bây giờ thì à, ngày hôm nay quý vị là hai đối hai tức là bộ trưởng quốc phòng của hoa kỳ lloyd austin và ngoại trưởng hoa kỳ là anthony blinken đã bay tới Brisbane ở tại uh, nước Úc để mà gặp gỡ với lại bộ trưởng quốc phòng Úc là ông Richard Moles và ngoại trưởng của Úc là bà Betty Wong. thì uh, trong cuộc gặp gỡ này để thúc đẩy cái liên minh AUKUS thì trong đó Lloyd Austin đã lên tiếng công kích rất nặng nề đối với uh, cộng sản Trung Quốc ngay sau khi mà nhiều lần đã liên lạc để đối thoại nhưng mà Trung Quốc từ chối và lần này có lẽ là nổi bực tức của Lloyd Austin và ông đã lên tiếng và chỉ trích rất mạnh mẽ đối với cộng sản trung quốc nha rồi à vào wow, thái độ bắc kinh luôn lúc nào cũng có vẻ ngang hàng với hoa kỳ có tiếng nói cộng đồng quốc tế kể cả thì cái ngôn ngữ của họ là như vậy nhưng mà trên thực tế thì đôi bên đang giành ảnh hưởng từng khu vực hiện nay thì coi như là bắc kinh đã khống chế được khu vực ở à, phi châu và đang tìm cách gây ảnh hưởng rất lớn ở tại khu vực của Trung Mỹ và Nam Mỹ, sân sâu của Hoa Kỳ. Nhưng mà Bắc Kinh lại thất thế tại Âu Châu. À, họ đang tìm cách gọi là phá vỡ cái sự thống trị của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Ngược lại, Hoa Kỳ bị thua à, Trung Quốc ở Phi Châu và Trung Mỹ, Nam Mỹ. Nhưng mà Hoa Kỳ đang chiếm lại cái lợi thế ở khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Thì quý vị... Đây là cái trận chiến giành ảnh hưởng của cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc trên nhiều khu vực ở trên toàn cầu nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Ok. À, Nga vừa có ngũ cốc vừa có năng lượng hệ thống điều khiển vũ khí riêng và có thêm sắt thép. Nga vẫn tốt với Trung Quốc nếu có xung đột vũ trang. Do đó tôi nói với quý vị. Nga bị cấm vận chưa ảnh hưởng họ nhiều. So với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc bị cấm vận là sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Còn Nga bị cấm vận 17-18 tháng qua. Thì họ vẫn phay phay tức là họ vẫn chưa bị suy chuyển nhiều về vấn đề kinh tế có ảnh hưởng nhưng mà không nhiều bởi vì cái mặt hàng chủ lực của nga đều là những cái mặt hàng mà cộng đồng quốc tế cần từ năng lượng ngũ cốc cho tới kim loại và kể cả vũ khí thì những mặt hàng này đều là những mặt hàng cả cộng đồng quốc tế cần do đó nga bị cấm vận nhưng không ảnh hưởng nhiều tới họ ngược lại thì nếu trung quốc mà bị cấm vận tương tự như nga thì toàn bộ nước Trung Quốc sẽ sụp đổ. Tại vì Trung Quốc không có một cái uh, xuất cản chủ lực nào ngoại trừ cái nguyên liệu gốc mà họ đi thu tóm từ nhiều quốc gia mang về quốc gia của họ để biến chế thành nguyên liệu. Thì ngoại trừ cái này ra, Trung Quốc mà bị cấm vận là coi như là họ thổ quyết ngay. Tại vì tất cả mặt hàng của họ xuất cản ra thế giới đều đa dạng. Do đó nó dễ bị ra uh, khi bị cấm vận tương tự như Nga, họ sẽ thiệt hại, thiệt hại hơn rất là nhiều nha. Yeah. Rồi, Mỹ cho tập trận ở phía tây Đài Loan à, phía tây cùng Đài Loan Philippines Nhật hàng để coi Trung Quốc phản ứng như thế nào tập trận phía Bắc ở Thái Bình Dương Trung Quốc chưa ngán lâu vấn đề ở chỗ phía tây là ngay eo biển Đài Loan làm sao tập trận cái 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 vùng biển đó cái khoảng cách giữa Đài Loan và Trung Quốc chỉ có 185 km mà thôi do đó thứ nhất là nó sẽ lấn qua biển của Trung Quốc hoặc là của Đài Loan và thứ hai là ngay cái eo biển này mà tập trận thì coi như là một cái cú đánh thẳng vào mặt Trung Quốc luôn, coi như chính thức khiêu chiến với Trung Quốc luôn. Do đó, đôi lúc trên cái chính trị quốc tế muốn tập trận răng đe thì cũng phải giữ một cái khoảng cách an toàn. Tại vì tập trận là răng đe chứ không phải là khiêu khích. Cái cách mà quý vị vừa nói ở mà bờ biển phía tây của Đài Loan tức là ngay eo biển Đài Loan luôn đó, thì coi như cái hành động đó là khiêu khích trực tiếp với Trung Quốc do đó tôi không nghĩ là nhật và hoa kỳ sẽ làm điều này họ tập trận ở dưới basi channel họ tập trận ở phía đông của đài loan họ tập trận ở okinawa nhưng họ không có tập trận ở ngay phía tây của đài loan nha rồi tiếp tục ép trung quốc phải nổ súng trước để có cớ sang bằng mặt trung quốc luôn anh Phan. cái đó là cái suy nghĩ của em chưa chắc trung quốc dù có nổ súng trước cũng chưa chắc là dẹp được đâu Tại vì Trung Quốc là một trong những cái lực lượng quân sự đứng đầu thế giới mà. Và cuộc chiến này vừa nếu có xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nó sẽ là cuộc chiến lâu dài. Tại vì cái tiềm lực của Trung Quốc không phải một sớm một chiều sụp đổ. Nó sẽ sụp đổ nhưng mà nó cần thời gian. Không phải là một cuộc chiến bùng nổ một cái là Trung Quốc sẽ sụp đổ ngay, không có đâu. Quý vị nhớ khi mà ông Bush con mà tấn công Iraq một nước nhỏ thôi đó mà mất 8 tháng trời đến một gần một năm trời thì Saddam Hussein mới bị giật lộ, mới bị giật sập. Và Afghanistan cũng vậy, cũng mất gần một năm trời thì mới giật sập được cái chế độ Taliban. Mà cái vị khoảng cách của Hoa Kỳ và những quốc gia này rất là xa mà mất gần một năm. Thì bây giờ quý vị nghĩ với Trung Quốc, quý vị sẽ tốn bao nhiêu năm để cho chế độ Cộng sản Trung Quốc sụp đổ. Nếu có cuộc chiến vụ về vũ trang, đừng có underestimate Trung Quốc. Tức là đừng có đánh giá thấp quá Trung Quốc. Bởi vì cuộc chiến này nó bùng nổ, tôi dự tính là mất ít nhất là 7 năm cho tới 15 năm thì nó mới bắt đầu làm rung chuyển cái hệ thống cai trị của Trung Quốc và sụp đổ. Chứ không phải một sớm một chiều xảy ra cuộc chiến ngày hôm nay, ngày mai Trung Quốc sụp đổ. Quý vị đừng đánh giá thấp Trung Quốc, mặc dù tôi không ưa Trung Quốc đâu. Và tôi cũng không đánh giá cao cái lực lượng quân sự của Trung Quốc đâu. Nhưng họ có đầy đủ tất cả những cái cần thiết. Do đó, đừng nghĩ rằng là cuộc chiến này xảy ra một sớm một chiều là Trung Quốc sụp đổ nha. Rồi tiếp tục, ok. Ở châu Á có Nhật Bản, Ấn Độ mới đủ khả năng đối đầu trực tiếp với Trung Quốc thì bây giờ hai quốc gia này đang tăng cường vai trò. Nhật Bản, Nhật Bản thì tăng cường vai trò của họ ở khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Ấn Độ thì tăng cường vai trò của họ tại Ấn Độ Dương. Thì bây giờ quý vị đây là cuộc chiến giành ảnh hưởng nhật đang tìm cách giành ảnh hưởng và cản trở sự bành trướng của trung quốc ở tại khu vực á châu thái bình dương ấn độ thì ngăn cản cái sự bành trướng của trung quốc ở ấn độ dương phối hợp chung với hoa kỳ thì nó đang là cái chiến lược diễn ra và tôi nghĩ không lâu nữa thì bắc kinh sẽ phải đối diện với lại hai phía phía đông và phía tây phía tây của trung quốc sẽ phải đối diện với lại cái tiềm năng quân sự của ấn độ và phía đông của trung quốc sẽ là cái sự kềm chế của nhật bản còn phía Nam nước Úc không biết là họ sẽ tìm cách nào để có thể giúp cho các quốc gia ở khu vực Biển Đông. Nhưng mà ít nhất là Trung Quốc đang bị vây ở ba mặt, Đông, Nam và Tây. Phía Bắc của họ thì vẫn còn làm nội mông và có quan hệ tốt với Nga. Thì tôi chỉ biết phía Bắc của họ, nhưng mà Đông, Nam và phía Tây thì nó đang trở thành một cái điểm cô lập của Hoa Kỳ nha. Với tình hình hiện nay liệu Nhật Bản sẽ tu chính bản hiến pháp một lần nữa hay không? Tôi nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử kế tiếp của Nhật Bản. Không phải bây giờ. Hôm nay là cái tập bạch thư quốc phòng 510 trang. Thì họ và trước đó 2 ngày thì họ đã yêu cầu phía quốc hội của Nhật Bản là tu chính luật lệ để cho phép Nhật được bán vũ khí ra bên ngoài. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà tu chính lần thứ hai này <laughs> có thể nó cần tới thời gian tới, nó cần thêm một cái thảo khoảng thời gian nữa, ít nhất là cuộc bầu cử sắp tới của Nhật Bản. Lý do là bởi vì sau cái đại nhị thế chiến, thì cái ám ảnh về cái uh, cuộc đại nhị thế chiến này với dân Nhật vẫn còn rất lớn. Bây giờ tăng ngân sách quốc phòng tu chính lại cái uh, cái uh, bản hiến pháp đó, thì họ e ngại lịch sử lặp lại. Do đó dân ở Okinawa và kể cả ở, ở Hokkaido tức là phía bắc của Nhật Bản đó họ vẫn còn cái bảo thủ chưa chắc họ đậu ủng hộ đâu mà quốc hội của Nhật Bản thì có một số dân cử đến từ những khu vực này họ sẽ lên tiếng phản đối đó cho nên chưa biết được nha yeah. rồi tiếp tục Wow à, các bạn vào khá nhiều rồi à, cái à... Biden từng phủ nhận Hunter Biden không nhận à, 664.000 mũi kim lần này à, lá phiếu Biden và uy tín đảng Dân Chủ tiếp tục giảm không anh? Chưa biết được, trước đó ông ta chỉ phủ nhận là không nhận tiền từ Trung Quốc và ông ta trong cuộc tranh luận với ông Trump năm 2020, ông ta chỉ ông Trump nói người duy nhất nhận tiền Trung Quốc là Donald Trump. Ông ta chụp mũ Donald Trump đó. Nhưng bây giờ, chính trên cái lời khai trên tòa và bà quan tòa Noreka đã hỏi trực tiếp Hunter Biden. 664.000 Mỹ kim này có phải là liên quan tới uh, cái công ty ở Trung Quốc hay không? thì uh, Hunter Biden trả lời I believe so, tôi tin là như vậy. Ông ta trả lời như vậy. Rồi cái bà nói là vậy thì quyết quanh, tức là à, là công ty nào? thì chính Hunter Biden trả lời là TIFC -E 664.000 Mỹ kim. Đây là con số chính thức mà Hunter Biden xác nhận là nhận từ công ty của Trung Quốc. Còn cái việc mà hối lộ 10 triệu Mỹ kim từ ông chủ của công ty này thông qua cái WhatsApp mà Hunter Biden đã ép thì chúng ta chưa thấy cái số tiền nó nằm ở đâu. Ngân hàng nào thì chúng ta chưa biết. Nó chỉ là một cái mẫu đối thoại ở WhatsApp mà thôi. Còn cái số tiền 664.000 Mỹ kim này nó nằm trong ngân hàng rồi dưới tên của Hunter Biden nó là chính thức bằng chứng rồi đó. Ok, còn mà 10 triệu Mỹ kim mà Hunter bên đòi ông chủ của công ty CEFC uh, uh, -E này đó thì nó là cái mẫu đối thoại qua WhatsApp. Và lúc đó ông ta xác nhận là thân phụ ông ta ngồi kế bên. Trong khi đó Hunter Brand nói chúng tôi không nhận một đồng nào từ Trung Quốc. Bây giờ làm sao trả lời với con số 664.000 Mỹ kim này đây. Nó là bằng chứng nằm ngay trong ngân hàng đó. Ok. Rồi tiếp tục <laughs> Nhật Bản công bố bạch thư quốc phòng Anh nghĩ Nhật sẽ tấn công Nga và Trung Quốc công lộ không không Nhật không làm chuyện đó Nhật công bố bạch thư quốc phòng là nhấn mạnh cái tầm đe dọa của Nga và Trung Quốc đối với nền an ninh trên toàn cầu tầm đe dọa chứ không phải là Nhật ra tập bạch thư quốc phòng này để dùng nó tấn công nước khác nước Nhật không làm chuyện này nước Nhật vẫn trên tinh thần lực lượng của họ gọi là lực lượng tự vệ. self defense. Nhớ Nhật không? Đã gọi là tự vệ thì không tấn công. Trừ khi cái mầm mỏng đe dọa đó trực tiếp tới nước Nhật. Ok. Rồi tiếp tục. À. Em tin bộ chính trị kéo họ tập xuống đưa Vương Nghị lên vì ông này hiếu chiến không mập mờ như tập. Tôi chưa biết được, nhưng mà ngày hôm nay là Tập Cận Bình đã cho thanh trừng một số sĩ quan trong giới quân đội và tư lệnh trong giới quân đội là cái đám mà lục quân mà gọi là tư lệnh của ngành nó gọi là rocket force tức là cái đơn vị đặc trách về vấn đề pháo kích và hỏa tiễn đó tức là đơn mà quý vị gọi một cách nôm na là pháo binh cũng được nữa, ok gọi là đơn vị pháo binh đó, tư lệnh của đơn vị pháo binh đó thì là đã có một số ít nhất là hai nhân vật tư lệnh đã bị điều tra về tham nhũng có nghĩa là cái thanh trừng nó đang diễn ra và vẫn chưa biết được trong thời gian tới nó như thế nào nhưng nội bộ Trung Quốc dường như đang có sự thay đổi nha. Ok. Wow. Bảy nợ vành đai con đường chủ trương của tập cận bình trước khi uh, là là uh, là hay trước thời ông ta nô, no. tập cận bình lên nhận chức năm 2012. Sau đó ông ta dựa trên cái uh, con đường tơ lụa ngày xưa. Ông ta mới lập ra cái chiến lược gọi là uh, One Belt One Road Initiative, tức là sáng kiến một vành đai một con đường. Và bắt đầu từ đó thì ông ta đã thực hiện chiến lược này. Từ năm 2012, tức là nó bắt đi nó bắt đầu đi từ cái ý kiến của tập cận bình và sáng kiến của tập cận bình. Chứ trước đó thì không có nha. Rồi Hoa Kỳ hỗ trợ John MQ này Trung cộng rất lo ngại vì máy bay này có khoang vũ khí hỏa tiễn hàng nặng và bao cao, cao thì cái tròn này nó có rất là nhiều những cái hỏa tiễn được lắp đặt trên đó nó có khả năng giám sát và tấn công và cái em kêu này đang hoạt động ở tại khu vực của Syria và mấy ngày hôm nay nga đang tìm cách gọi là sách nhiễu đó thì em kêu này nó có nhiệm hai nhiệm vụ thứ nhất là giám sát mặt đất và thứ hai là tấn công và nó có cái độ bay cao rất cao. Nó có thể cao bay cao tới 60.000 feet luôn. Thì chưa biết được à, như thế nào. Nhưng mà Đài Loan có được cái hệ thống tròn này là một cái răng đe rất lớn với Trung Quốc. Tại vì từ ở bờ biển, từ ở giữa bờ biển, eo biển Đài Loan đó, họ có thể tấn công trực tiếp vào thềm lục địa của Trung Quốc. Nếu Hoa Kỳ cho phép, và nếu họ bị tấn công, họ vẫn giành quyền tấn công vào vị trí quân sự thì có thể cái trò này đóng vai trò rất lớn trong việc trong việc tấn công vào các cái vị trí quân sự ở thềm lục địa ở tỉnh Phúc Kiến. Với điều kiện là Hoa Kỳ cho phép. Còn bây giờ thì Hoa Kỳ cho phép Đài Loan sử dụng trong tinh thần tự vệ. Chứ không phải là chủ động tấn công. Nhưng mà cái trò này khi chuyển vào thì nó sẽ là một mức răng đe rất lớn với Cộng sản Trung Quốc nha. À. Rồi tiếp tục. Wow lướt qua một số những cái uh, đọc rồi nha. Okay. tại sao yếu hủy bỏ một vành đai một con đường phải uh, qua báo cáo biden chỉ có chiến lược gì sao lưng nó no, đâu có báo cáo bà Meloni bà đã phản đối ngay từ lúc bà còn tranh cử rồi đâu cần phải báo cáo đâu bà phản đối trước khi bà thắng cử tổng thủ tướng rồi có điều joe biden năm ngoái chỉ trích bà rất nặng nề gọi bà là một kẻ cực đoan bla 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 bla, bla. nhưng mà năm nay phải mời bà tới tòa bà đốc rồi khi mà bảo quyết định hủy bỏ một vành đai một con đường là bởi vì cái vị cái chiến lược này cho bên không cưỡng lại được mặc dù không ưa bả nhưng mà bây giờ nó đang là cái chiến lược trận tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại Âu Châu do đó ý lại là một trong những thành viên của khối G7 nữa mà bà Maloney là một người rất cứng rắn thì bây giờ quý vị bà tới tòa bà đốc thì Joe bên phải tiếp bà thôi nha yeah. rồi tiếp tục wow Ok, tổng thống Marcos đang nghiêng về Mỹ mà đám ICC cứ cho điều tra ép tới mức ổng ngã về Nga Xô và Trung Cộng không anh? Có thể đó, không phải ngã về Nga Xô và Trung Cộng, ổng chả khe cái tòa ICC này đâu. Ổng cũng giống như Hoa Kỳ và Trung Quốc hay Nga. Tại vì cái tòa án ICC này á, trên quy tắc nó là một tòa án hình sự quốc tế chuyên xét xử tội ác chiến tranh và tội ác chống con người. Nhưng mà cái tòa này nó cũng thiên vị dữ lắm. Cái tòa này cũng thiên vị dữ lắm. Bởi vậy, phía Hoa Kỳ á là không có ưa cái tòa này. Và cũng không phải là thành viên của cái tòa này. Và thậm chí là năm 2019, tôi nhớ không lầm, ông Trump đã ra lệnh cấm cửa không cho bất kỳ một viên chức nào của tòa án này được đặt chân tới Hoa Kỳ luôn. Khi mà họ đòi truy tố binh sĩ Hoa Kỳ tại Afghanistan cái tòa này nó nói là tòa án quốc tế nói là cái cơ chế quốc tế nhưng mà cái tòa này nó thiên vị nhiều lắm do đó quý vị tôi cũng không biết được là ông Marcos sẽ có cái thái độ như thế nào nhưng mà chắc chắn rằng là Philippines không có à, invoice với cái tòa này nha rồi tiếp tục phát ngôn viên tòa bạch ốc nói Biden sẽ không ân xá cho ông Hunter Biden anh nghĩ đảng dân chủ muốn né Biden để không mất uy tín không không phải mà cái đó tôi đã nói với quý vị Đừng nói tới tòa Bạch Ốc Chính trước đó tôi đã từng nói với quý vị rồi Là có những cái luật bất thành văn Mặc dù hiến pháp cho Nhưng không tổng thống nào dám dùng Những cái quyền đó Khi mà họ sử dụng những cái quyền đó của họ Trên hiến pháp cho phép Nhưng chưa chắc dám dùng Dùng là cháy luôn Và lần này mà nếu như mà Ông Joe Biden mà sử dụng quyền tổng thống để ân xá cho con trai của ông đó thì tôi đã nói với quý vị ngày hôm qua là sẽ trong vòng ít nhất 30 năm đảng Dân Chủ ngóc đầu không nổi. Đảng Dân Chủ sẽ ngóc đầu không nổi. Tại vì dân chúng sẽ mất toàn bộ niềm tin. Đó là hành động mà người dân gọi là lạm quyền. Mặc dù hiến pháp cho, nhưng cái đó họ sẽ xem là lạm quyền. Thì đảng Dân Chủ sẽ mất luôn chỗ đứng trong vòng 30 năm. Nếu Joe Biden ký ân xá cho Hunter Biden chính vì vậy ngày hôm qua tòa bà đọc nó trả lời no nó trả lời no ngay lại ngay lập tức luôn thứ nhất là muốn nó muốn tách rời Hunter Biden ra khỏi cái vị trí của Joe Biden và thứ hai nó hiểu được lần này mà để cho Joe Biden làm ẩu cái đó đó là cả một cái đảng dân chủ là đi xuống hố hết luôn nha rồi tiếp tục ok à Vậy là hiểu tại sao Trung Quốc không dám tấn công Đài Loan, Đài Loan nhỏ mà có vỏ Thì quý vị nghĩ đi, trên cái bản đồ tôi cho thấy quý vị cái đảo Kim Môn, nó nằm sát cái khu vực của à, Trung Quốc luôn đó. Nhưng mà Trung Quốc có dám làm gì không? Ok, quý vị, ở trên cái bản đồ nè, ok, tôi mở lên cho quý vị thấy, à, có một số những cái đảo ở đây nè. Tôi nói thật quý vị, đây, à, quý vị nhìn thấy trên cái bản đồ, đây là nơi quản trị của Đài Loan nè. Kim Minh County tức là cái nằm sát nó nằm sát với lại Phúc Kiến nè. Đây là Hạ Môn của Trung Quốc. Đây là Kim Môn của Đài Loan. Và Đài Loan đang kiểm soát cái đảo này và nằm dưới quyền của Đài Loan. Thì quý vị rung ra quý vị thấy nằm xa lắm. Mà cái đảo này nằm ngay đây. Mà Trung Quốc còn không đánh chiếm được. Thì đừng nói chuyện khác. Ngay cả cái chỗ này là cái chỗ mà sát ranh giới với Trung Quốc. Mà Trung Quốc còn chưa dám đụng tới. Tại vì tôi đã nói với quý vị đụng tới một tất đất của đài loan dù nó nằm sát lãnh thổ của trung quốc thì nó trở thành một cái cuộc chiến chính thức mà khi cuộc chiến chính thức này diễn ra thì đài loan dành toàn quyền để mà tự vệ với họ thì quý vị nhìn thấy đó cái đảo nằm sát trung quốc luôn đó nha rồi tiếp tục à Đức ra nghị quyết xem Trung cộng là mối đe dọa cũng là lãnh đạo cánh tả mà Pháp chưa dám chống Trung cộng. Quý vị, tại vì sao? Đức vẫn e ngại và Đức phải nhớ rằng Đức nằm trong tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Mặc dù cực à, cực tả đó, nhưng mà bao nhiêu năm nay Hoa Kỳ bảo đảm an ninh của nước Đức, còn Pháp không có. Cho nên Đức phải đưa ra một cái à, à, lời tuyên bố xem Trung quốc đe dọa để vuốt ve Hoa Kỳ và tránh cho Hoa Kỳ nổi giận. Bởi vì an ninh quốc phòng của Đức bây giờ là gần như là Hoa Kỳ đảm nhiệm. Kể từ sau khi chấm dứt đệ nhị thế chiến. Còn Pháp dầu sao là một cường quốc về quân sự. Họ tự lo được. Do đó, ông Emmanuel Macron không có lên tiếng tại vì quyền lợi của ông tại Pháp, như tại uh, Trung Quốc quá nhiều. Quyền lợi của nước Pháp tại Trung Quốc quá nhiều. Và quý vị thấy rõ ràng là trong uh, Liên Hiệp Âu Châu và kể cả NATO vẫn có sự chia rẽ và sự chia rẽ này nó làm cho cái liên minh NATO bị suy yếu đó nha yeah. rồi tiếp tục wow à, Đức cho xây dựng nhà máy nhiên liệu hóa lỏng tức là LNG như vậy toàn cầu hóa đang bị thí hậu toàn cầu đang bị gia dần phá sản cũng không phải vì nhu cầu năng lượng lúc trước họ cấm nguyên tử họ cấm các cái uh, chất lỏng về uh, uh, năng lượng tức là gọi là khí uh, khí đốt thiên nhiên đó, natural gas đó. thì quý vị họ lệ thuộc toàn bộ vào nga. Bây giờ đó muốn đi theo năng lượng xanh thì không có, mà đi theo cái nhiên liệu uh, gọi là hóa thạch, cái nhiên liệu hóa thạch này á, thì á, họ cho rằng là ảnh hưởng môi trường mà, nhưng bây giờ ở thế không còn chọn lựa, bây giờ mình cấm luôn cả khí đốt thiên nhiên đó thì nền kinh tế của của đức sẽ bị tê, tê liệt bởi vì họ không đủ cung cấp đó quý vị thấy mùa hè năm nay không tất cả mọi nơi đều nóng âu châu cũng nóng khủng khiếp và quý vị biết là cái nhu cầu khí đốt nó tăng cỡ nào nếu không có những cái khí đốt thiên nhiên thì lấy đâu ra có máy lạnh do đó cái vấn đề ở chỗ ai cũng biết cái nhu cầu năng lượng sạch là cần thiết nhưng phải đi từng bước một và chậm rãi không thể đi cấp tiếng kiểu này đi cấp tiếng kiểu này thì coi như là nó đẩy cả thế giới vào hỗn loạn luôn nha yeah. rồi tiếp tục à ok rồi lướt qua một số cái uh... Chô đợi đợi hết nhiệm kỳ không ra ứng cử ân xá là được rồi thì bây giờ ông ta đang tái tranh cử mà nếu ông ta thất cử thì sao tức là ngày 19 tây tháng 1 năm 2025, ông ta có dám ký ân xá cho anh tờ Bình hay không? Vẫn là câu hỏi. Và tôi cũng chưa biết được lần này thì tôi biết là ở tù đó. Nhưng tôi đâu biết thời gian ở tù bao nhiêu. Nhiều khi cho có 1 năm thôi. Và mang cái án trọng hình thôi. Tức là trong hồ sơ có tiền án. Và bị kết án một năm thôi. Thì chưa chắc. Chưa chắc là tới cần tới cái lệnh ân xá của Joe Biden có thể bà tòa bà duyệt xét cái thỏa thuận thì bà nói ok thứ nhất là đồng ý một năm tù bà có thể đưa ra cái phán quyết này và đính kèm theo đó là cái tiền án không được xóa thì lúc đó quý vị chúng ta sẽ biết được còn bây giờ chưa biết tại vì quan tòa nói là họ cần có 30 ngày để duyệt xét về cái hồ sơ này mà nha rồi tiếp tục à, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines không muốn hợp tác với Đài Loan. Anh nghĩ có nhu mực không? Không. Chẳng qua là giờ phút này chưa tới lúc thời điểm để họ tuyên bố điều đó. Cái đó là cái đề nghị của ông ngoại trưởng của uh, của Đài Loan, ông Joseph Wu. Ông nhận lời phỏng vấn một cái đài radio ở tại Philippines và trong cuộc nói chuyện này thì ông gợi ý về một cái cuộc hợp tác quân sự giữa Đài Loan và của Philippines. Thì ngay lập tức Bộ Quốc phòng của Philippines đã bác bỏ ngay. Đây là đề nghị từ phía ông ngoại trưởng của Đài Loan là Joseph Wu. Chứ nó không đến từ Philippines. Do đó Philippines hiện nay họ không muốn khiêu khích với Trung Quốc. Họ đang có những cái xây dựng về mạng lưới an ninh ở khu vực với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Và bây giờ Trung Quốc đang soi đèn Philippines trong 40 căn cứ mà ông Marcos ông tuyên bố rất là nhiều lần là không dùng cái căn cứ đó để tấn công trực tiếp vào khu vực của eo biển Đài Loan nếu xảy ra xung đột. Tức là họ muốn từng bước một đâu ra đó chắc chắn rồi họ mới tháo gỡ. Còn bây giờ mà hỏi một cách ngang xương như vậy đương nhiên là Philippines phải từ chối. Tức là đưa câu hỏi đó ra là để từ chối và Philippines phải thẳng thừng từ chối tại vì Trung Quốc đang đo lường. Và Philippines mặc dù là ngã về phía Hoa Kỳ. Nhưng quý vị phải biết là họ vẫn có quan hệ với Trung Quốc. Họ vẫn có một cái quan hệ về kinh tế, về thương mại với Trung Quốc. Do đó, họ không thể để cho một bên gọi là khiêu khích một cách trắng trợn như vậy nha. Yeah. Rồi, tiếp tục vào wow. à Đưa ông Biden lên nước Mỹ có chuyện để nói 3 năm nay gây ấn tượng đợt. Không phải đưa lên mà tôi đã nói thẳng với quý vị luôn là Obama dự sử dụng là cái system của ông ta. Cái system này đã giúp cho Obama đánh bại Hillary Clinton trong năm 2008. Và sau đó đánh bại luôn cả phía Cộng Hòa lần thứ hai. Hai lần. Nhưng tới năm 2016 thì Obama tin tưởng là Hillary sẽ chiến thắng. Bởi vì đối thủ của bà ta là Donald Trump. Không có kinh nghiệm chính trị, cho nên Obama không sử dụng cái system này. Và bất ngờ thì ông Trump thắng. Chính vì vậy, 2020, Obama đã sử dụng tối đa cái system này để giành chiến thắng cho chỗ Biden. Thì quý vị, rồi bây giờ cái system này đang bị crash, đang bị phanh phui ra, chưa chắc dùng lại được đâu. Chưa chắc dùng lại được đâu. Nó có thể dùng ở một số những tiểu bang khác, còn những tiểu bang chiến lược nó bị phanh phui hết rồi. Nha rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi và trước khi chia tay phong nhắc lại ngày hôm qua phong cũng bỏ lên một cái clip mà cái clip này là cái clip mà à, liên quan tới cái việc mà gọi là à, về cái ngành thẩm mỹ và đặc biệt là những người nào mà đi việt nam làm thẩm mỹ đó thì à, À, gặp những cái trở ngại bị hư đó không biết cách nào để sửa và nguy hiểm đó thì quý vị có thể vào trong cái uh, trang của Phong ở trên uh, cả hai trang đều có hết thì uh, quý vị đây là cái cuộc nói chuyện là trong đó uh, tôi nghĩ rằng là có những cái uh, đặc biệt mà quý vị có thể uh, xem được đây là cái trang của uh, mà về về vấn đề thẩm mỹ đó quý vị uh, nhiều người hỏi tôi một số những uh, người hỏi tôi và họ không dám sửa lại bởi vì đã bị hư ở Việt Nam rồi bây giờ sửa lại còn nguy hiểm hơn và sợ bị hư còn xấu hơn nữa do đó thì tôi có làm cái chương trình phỏng vấn đặc biệt này với lại uh, cái cô uh, Thanh Mai là một trong những uh, fan của tôi và cô đang phụ trách về ngành thẩm mỹ để giải thích cho quý vị biết rõ làm cách nào giúp cho những quý vị lỡ về Việt Nam giải phẫu thẩm mỹ bị hư thì uh, họ giúp được cho quý vị nha yeah. cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều và Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.